Đầu video xin chào các chú, các anh và các bạn. Đây là clip nha. Giờ em đi vô giới thiệu từng mẻ một. Nay hàng hóa nó cũng không có đẹp gì hết. Mọi người xem có món nào phù hợp trong công việc và trong cuộc sống thì chốt. Giờ em đi mẻ số 1. Mẻ số 1 là một cặp xiển bonsai nha. Hiện xác nha mọi người. Hai tay cầm là xúc đó, kén ok nha. Hai cây này nó cũng tương đương nhau thôi, chiều dài thì 14 cm, chiều dài tổng thể là 30 nha. Dùng để xúc phân xúc đất trong cái mấy cái bồn bonsai rất là tiện luôn. Rồi mã số 1, một cặp xiển nha, một cặp xiển 70 ke. Đi mã số 2, các ống đồng nha mọi người. Đó. Lưỡi còn xài ok nè, mở nè, hết siêu quách luôn đó, cứng nhắc à. Rồi tăng nè, lưỡi tròn nha, không mẻ nha, các ống đồng nè, khít nha. Này để dịch qua dịch lại ra này, kiểu nó vậy nha. Đó. Các đồ khít, lưỡi chưa mẻ luôn, hiện của Mỹ ha. Ranger nè, Ranger Singer Mỹ của đất ta, chắc là Mỹ. Mã số 2, trăm ke nha. Lưỡi nó chưa vệ sinh thôi, lưỡi có nguy nguy nha, chưa có mẹ một chút nào luôn. Mã số 2, 100 ke. Nhưng mã số 3, năm cái lưỡi nhém nha, lưỡi nhém đó, cái nhém của Nhật này, năm cái nha, năm cái lưỡi của Nhật này, mặt này ha, chưa dùng luôn, năm lưỡi của Nhật nha. Này bè năm lưỡi, đường kính ha, để em đo đường kính nha. Bề ngang này là 18 nha, đưa cái lỗ nó là 2 cm. Đó, ai cần thì chốt nha. Năm lưỡi của Nhật. Nè, nó cứ ghi 10 thông số này là 18 này. Lỗ 2 cm nha. Năm lưỡi nha. Năm lưỡi cắt dây nhém này. Rồi mã số 3, 150 ke nha, hàng còn mới đẹp luôn nè. Đi mã số 4, mã số 4, mã số 4 cần 3/8 của Nhật này, gia bàn đúng không, chữ gia bàn này cần 3/8 nha. Hiện còn ok luôn. Rồi mã số 4, mã số 4 trăm ke nha. Đi mã số 5, rồi cái này là cái lục giác nha, bộ lục giác này, này 3 cái này, 5 cái nữa đó.
cái ốc này nó muốn re về bóp lại nha mọi người. Đó. Cái chút xíu này. Đó, bạn nó này bóp lại chút xíu là nó xít thật. Đó. Muốn xài cái nào thì gặp lại cái máy kia nữa. Vậy thôi gì đó. Đó. Có thế có cái thế cầm luôn này. Thiết kế này rất là tiện luôn, có cái thế cầm luôn. Này chắc phải dùng kìm bóp lại. À, lục giác này ai mua chốt nha. 2 4 6 8 cái. Cái này để em sửa em bóp lại nha. Mã số 5. Mã số 5 50 ke. Đi mẹ số 6. Cây màu led Fuji nha. Cái này là chiều dài 20 cm. Miệng rơ miệng mồm mà còn đẹp luôn nha mọi người. Không rơ luôn nè. Đó, cái này không rơ luôn. Hàng quá đẹp luôn. Mã số 6 100 ke. Đi mã số 7. Kéo cái bấm cành nha. Lửa rất đẹp này. Mã số 7 60 ke. Đi mã số 8. À, một cái cầm nha. Này có thể nới nữa này. Đó, cái này mở ra này. Rồi cái này có thể chỉnh cái độ xoay của cái cục này nha. Đó. Chỉnh cái độ xoay của cục này. Siết chặt lại. Đó, cái độ xoay là không được vuông góc thì mình chỉnh đây. Rồi cái này là cái cần này là chỉnh cái này nó có thể xoay tròn luôn này, có nhiều chức năng mọi người, về mua về rồi mình có thể làm bỏ một cái ống gì để nó dựng đứng được nữa, đó tiện luôn. Đó. Này cầm vô cái kệ bàn hay cái gì đó, đó. Phần này là để mình dựng đứng. Này thiết kế làm cái gì đó rất là đẹp, ok luôn. Này rất nhẹ luôn, nhôm nghe, để em coi thử mấy lẹ. Bốn lẹ nha mọi người, bốn lẹ. Mã số 8 120 ke. Đi mã số 9. Mã số 9 là 4 cái kìm nha. 4 cái kìm này. Còn 4 cái kìm nữa, ai cần thì chốt nha. Nói với hai chàng hàng nó cũng phải đẹp, không phải đẹp 100% đâu mọi người.
combo bao gốn kìm này để dùng làm việc ha. Nói chung nó cũng được 70 đến 80% thôi. Đó, một kìm đo từng cái cho mọi người xem nha. Hàng thì bữa nay nó không còn đẹp lắm. Đó, cái này thì kìm cắt nha, của Nhật này. Cái này chiều dài của nó là 13 cm. Rồi đến kìm mà, kìm điện nha, Fuji này, hàng ngon quá, phê như con tê tê luôn. Mỗi tội có cái lỗ chính giữa thôi, nó có lỗ nhỏ chính giữa. Con này là 19 cm nha. Cái này kìm mũi nhọn nha, chiều dài của em này là 16,5. Còn em này là kìm chuyên này là 17,5 nha. Chuyên mở các cái ốc reset á, răng nghèm này còn. Đó, 4 cái kìm nha. Còn cái muốn mới thôi thì mọi người về vệ sinh đánh ra là nó mới đẹp thôi. Đó, 4 cái kìm nha, ai cần thì chốt. Cái này khó sưu tầm nữa mọi người. Cái này này nó hơi cổ cổ tí nhưng mà xài còn tốt nha. Kìm mở ốc reset á, chống reset gì đó. Đó, 4 cái kìm mã số 9, 200k nha. Đi mã số 10, mã số 10 là cặp kéo cắt may nha, cặp kéo cắt may. Đó, hai con kéo của Nhật này. Rồi em test thử cho mọi người xem cắt vải được không nha. Lưỡi này, lưỡi chưa bị, nói chung là lưỡi con cắt ok luôn á. Ép vải nha. Đó, gặp lại này, cắt phép rất bén luôn. Rồi em này, này là hơi cùng một tí, hơi lục một tí, mọi người về mài thêm nha. Đó, cặp kéo cặp kéo cắt may của Nhật nha. Chiều dài của em này là 24, em này là 25, gần 26 nha, rất dài luôn. Còn cái này nó không phải bị lỗ mọt đâu, cái này là bị lấy về là nó bị móc 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 vậy á. Mọi người đánh ra nha. Rồi mã số 10, mã số 10 120k. Đi mã số 11, cặp thước nha, cây 2m này, 2m của Nhật này. Cái này 2m nha, 3m, cái này 3m nha. Có cái cân thủy nha. Đó, cặp thước mã số 11, cặp thước 2m, 3m nha. Mã số 11, 70k. Mã số 12, năm cây mũi khoan chui gài nha, đó, 5 cây mũi khoan chui gài. Ai cần thì chốt nha. Cái này là 16,5, còn cái 14 này là 21 nha, 21. Mình coi thử mũi máy nha cho mọi người xem nha. Đây là mũi 4 nha, 4,33 chấu này, đầu 3 chấu này. Đây mũi 10 nha, mũi 10 nha, đầu 2 chấu. Còn đây mũi 8 này,
mũi tém đầu ba cháu này đó, mấy cái mũi đầu ba cháu rất hiếm nha. Đây mũi 6 này, đầu hai cháu. Còn đây mũi 14 nha. Trong đây có mũi của Đức cũng có, của Nhật cũng có nha. Mẹ số 12. Đức có, Nhật có nha, mũi số 8 này, thiếp trắng này, bè cháu này, của Đức ấy. Mẹ số 12 150 ke. Đi mẹ số 13. Hai dao gặp nha, còn đẹp luôn. Đó, ai cần thì chốt. Hai dao gặp. Mẹ mới số 13 60 ke. Đi mẹ số 14. 14 là một cái mở răng nha, hiệu MCC. Đó, răng cỏ ăn tốt này. Hôm nay chiều dài của nó chỉ có 15 cm thôi, rất là nhỏ luôn. Mua cái này bỏ trong cốp xe, mọi người đi đâu nhiều khi hỏng hóc xe á, lấy cái này ra xài cũng ok nha. Mẹ số 14 trăm ke. Mẹ số 15 là một cái kìm nha, kìm nhổ răng. Ngay cần thì chốt, còn mới lên kiên này. Mẹ số 15. Mẹ số 15 70 ke. Đi mẹ số 16. Mẹ số 16 là combo 5 cây kìm này. Cái này mà người chưa vệ sinh nha, người về vệ sinh rồi cho nó sạch sẽ nha. 2 4 5 cây kìm. Đó. Rồi đi từng cây một nha, 5 cây kìm nha. Giờ đi từng cây một. Kìm mũi nhọn này. Này nó hơi rít về nhỏ nhớt cho mọi người. Đó. Đấy, kìm mũi nhọn rồi, ok. Cái này chiều dài của nó là 16 cm nha. 16 cm. Kìm cắt này, phít to này, miệng còn đẹp này. Cái này là 15,5. Rồi một cái kìm phe nha, phe ngoài phe trong luôn này. Đó. Phe ngoài phe trong này. Kìm cái kép hôi gian này, đó. Cái kép nha. Rồi kìm điện nha. Cái này 21 cm. Răng con này răng miệng đẹp. Nó hơi bị rít á, mọi người về che nhớ vô nha. Ê, rất là cứng luôn, mà không re luôn. Đó, mở ra đừng chốc này ha. Nó có thể mở ra thì mọi người che nhớt vô nha. Ngâm nhớt hay ngâm gì để cho nó nở ra. 5 cây nha. Rồi một cái kìm cắt kép này. Đó, uye này. Mũi nhọn này, kìm cắt này. Đó, 5 cây luôn. Rồi mẹ số 16 250 ke nha, 5 cây kìm quá rẻ. Mẹ số 17 lượm được hai cây đèn pin nha, cây này là màu này đó, nhắn này, này nó có pin nha mọi người, chưa thử luôn. À, là về đăng lên bán luôn nè, điền thấy con vẫn còn nha. Cái này nó nhắn như này, đây à, trên kia nó có cái lò xo nè. À, kiểu này. Này, đó, đúng rồi. Này ba bỏ ba cục pin nhỏ nha, pin chắc móc, pin móc tivi á mọi người. Đây nè. Đó. Bỏ ba cái cục pin móc tivi vô xài.
này nó ghi tên tuổi gì nha, chả thấy cái tên tuổi đâu, để tìm thử xem có không thấy tên tuổi đâu hết. Không thấy tên tuổi nha. Này không thấy tên tuổi gì hết. Này là 17. Mã số 17 50 ke nha, chiều dài của nó là 9 cm nha. Rồi có cái tay đeo luôn này. Rồi mã số 17 50 ke. Mã số 18. Hai cái này đẹp hơn nè, mẹ vàng rồi, mắt rất là nhiều luôn. Đó. Này cũng giống cái kia. Nó có cái tem nước nào này, nhưng mà lột ra tiêu mất tiêu rồi. Đó, em này cũng thế. Pin pin mót nha. Đó. Nhìn màu vàng rất là đẹp luôn. Rồi mã số 18. 70 ke nha. Đi mã số 19. Năm cây dũa tam giác này. Còn đẹp luôn nha. Đó. Rất đẹp luôn. Năm cây nha. Này chắc dùng để dũa mấy cái lưỡi cưa hay gì đó. Này là chiều dài của nó là 16 cm nha, 16 cm. Mã số 19. Mã số 19 50 ke nha. 19 50 ke. Đi mã số 20. 20. Kéo nha, kéo nhọc này, Japan. Lưỡi đẹp này. Kéo rất cứng kép luôn. Hàng của Nhật nó khác, chỗ này có ăn hải sản này nha. Cái này chiều dài của nó 21 cm nha. Mã số 20. 20 50 ke. Nên mã số 21. Kìm một quẹ nha, chiều dài 25 đó, răng miệng còn xài tốt rồi. Ừ, ok đúng không? Có cái con ốc tăng giảm nè. Thương hiệu hit nha, hàng nhập chính hãng. Mã số 21 80 ke. Mã số 22. Kìm cắt Fuye nha, Fuye. Đó, miệng khít nè. Hàng cũng nhập. Cái này chiều dài của nó gần 18 cm nha. Mã số 22. 22 120 ke. Đi mã số 23. 4 cái tô vít nha. Hai dịp 2 ba ke này. Vít này được lừa kỹ, rất là kỹ luôn. Đó. Mũi còn đẹp này, chưa vệ sinh thôi. Đó, mũi còn rất đẹp luôn. À. Đầu mũi này. Hơi cận cảnh cho người xem. Đó, chưa vệ sinh thôi, rất là đẹp luôn. Kén nó ok luôn nha. Đo từng cây một. Dịp ngắn 16 nha. Rồi, ba cây này 17 này. Cây dài này 22. 5. Rồi ba dịp dài này là 24,5 nha. 4 cây. Mã số 23. Mã số 23 70 ke nha, kén đồ cổ ok luôn này. Đi mã số 24. Ba cây tô vít nha. Ừ, hàng tô vít holo này. Hai cây ba ke nha. Dịp này. Đó. Dạ còn ok luôn. Mấy kia này á là 20 cm nha. Cái này là 15 gần 16 cm. Cái này là 25. Đó, ba cây nha. Mã số 24. 24 100 ke. Đi mã số 25.
chứa bướm, bướm nhỏ nha, răng miệng còn đẹp luôn nè. Cái này chiều dài của nó 15 cm nha, 15 cm, mã số 25 50k nha. Đi mã số 26 khò ghe nha, sượt tay ke gì đây này, khò thì dấu vết khò còn ok luôn này, mở ra tôi vặn vô nha. Mã số 26 120k. Mã số 27 lưỡi nhém nha, nhém của Nhật này. Này gắn vô cái máy chè nha, 1 2 3 4 5 6 7 lưỡi nha, 7 cái giấy chè nhém này. Này đường kính hả, đường kính thì chắc cũng bằng cái gắn với máy chè thôi. Cái này là 12 nha, cái lỗ là 2 cm này đó. 7 giấy, 1 rất là dày luôn, 2 3 4 5 6 7, 7 nha, 7 giấy chè nhém. Mã số 27 60k. Cái này hình như ráp cho cái này nè mọi người, máy chè này vừa luôn á. Lấy cái nẹp rồi đó, vừa khít luôn này ha, chè nhắm rung này, y luôn, y baren luôn ha. Ai mua máy này là thì liên hệ nha, tay ke hàng này là Takita nha. Rồi thông số bên này là điện 100V nha, 100V này, 2,3 A. Đó. 220W nè, 220W rất là mạnh luôn. Chạy rất là rung, rất là mạnh. Ai cần thì liên hệ chốt nha. Này test chạy rồi, khỏi phải lo. Rồi chè nhém nha, 7 giấy là 60k nha, mã số 60k. Mã số 28. Kìm cộng lực này, MC này, đó. Bấm kiểm phi phi máy ta. Kép 5 này. Pin 5. Đó. Cán nhôm cầm rất nhẹ luôn, tiện cho công việc nha. MC nha. Mã số 28 150k. Đi mã số 29. Mũi khoan bê tông này, 4 cháu nha, đầu 4 cháu luôn chứ không phải dạng vừa đâu. Chui gài này, mũi này lâu lâu gặp, mũi dài là rất hiếm nha, 30 cm nha. Chui gài nha, gắn vô máy gài khoan rất là ok luôn. Rồi mã số 29, 29 120k nha. Đi mã số 30. 30 là 10 cái cố dế nha, cố dề, cố dế gì đó, 10 cái như vậy bằng ngón tay cái giữa này. Này rất nhiều khi cần, rất là quan trọng luôn. Nhiều khi bỏ vô mấy cái ống xe máy á, rất cần. Hoặc mua về dự trữ á, nhà có việc gì á, nhiều khi tìm không ra đâu nha mọi người, ra tập khó nhiều khi cũng không có đâu. Mã số 30 20k. Đó, lâu lâu mới gặp thôi. Bẻ số 30 nha, chỉ có 20k 10 cái này nha, quá rẻ luôn. Mã số 31. Rồi cái xích nha, xích này của Nhật này, Japan này, còn mới lên kia Spain luôn. Cái của nó là 10 đến 22 mm hả, 22 mm nữa. Ai biết trong nghề biết thì dùng nha. Mã số 31 50k. Đi mã số 32 sợi dây nha. Sợi dây này uống éo gì kệ, vẫn có lịch so cho được hết, dùng để gãi lưng cũng được, ngứa sau lưng là có thể gãi được, nhiều kiểu để dùng. Mã số 32 40k. Mã số 33, đây là cái Taro Guy của Nhật này,
hàng Koto của Nhật. Thì số phần nó còn những 3 phần 8 này. 8, 16, 13, 5, 16 đó. Này xài còn ok nha. Đây còn này chốt thôi. Mà số 33 60k. Đi mà số 34. Hai cái cờ lê nha. Cờ lê một đầu dòng với một đầu ấy. 7 cờ lê 11 này. Đây là cờ lê 16 và 11.16 nha. Cặp à, còn tốt luôn. Mà số 34 70k. Đi mà số 15. Bốn cái sủi nha, bốn cái sủi này. Còn mới luôn. Cái này chắc cái này nếu mình không cần mình rút cái này ra, hả? Sỏ con dao vô cũng thành một cái kén nhỏ nhỏ nha. Đó. Mùa này ha, cái này không cần nữa, tháo ra làm kén. Chân dao rất đẹp luôn, đó đúng không? Người ta làm sẵn cho rồi, chỉ việc che kén nha thôi. Mã số 35 50k, bốn cái sủi. Nên mã số 36. 36. Hai dao nha, một con dao sắc 3 chỉ này. Rồi con dao nhỏ đây, hàng của Nhật này. Cũ cũ thôi, về mài đánh ra nha. Ai muốn thay kén nào độ thêm kén à, như cái này nè. Má mua cái này có cái kén vừa rồi, hợp lý luôn này. À, kén bỏ vô cái này là ok luôn. Đúng không? Gieo nha, gieo còn ok, chưa có bị mẻ miết gì hết. Sắc bà chị rất ok luôn. Cái này là 16 nha, chiều dài tổng thể là 28 này. Gieo này là 10, chiều dài tổng thể là 23. À, cần thì chốt nha, một cặp nha. Có 70k thôi, đó, 70k. Mã số 37. Mã số 37. Kìm động lực nha mọi người. Con này là sinh khay à. Nó là so chỗ này nó bị gì rồi không biết nè. Nó không có ốc, tháo ra kiểm tra nha. Nhưng răng miệng khít cắt vẫn ok nè. Để bấm cắt cho mọi người xem nha. Răng miệng còn ok luôn. Đó à, đây là lưới B40 nha mọi người. Lưới B40 à, cắt ok nha. Không đề gì luôn, chỉ mỗi tổ cái lo xo thôi. Đó. Các phần ok nha, MC của Nhật. Ê, đây Xuân Khay á. Xuân Khay. Kìm nguồn lực này. Rồi mã số 37. 37 60k. Nhưng mà số 38. Rồi kìm này ai cần chốt nha, về độ điếc gì kệ không biết. Này mài mài cái lưỡi đây cho nó bén hả, cắt cái gì cắt. Này chưa vệ sinh xít luôn, lụm về ai cần thì chốt thôi. Mấy này rẻ mà người về chỉnh sửa gì đâu. Nó đẹp nha. Rồi mã số 38 60k nha. Cái này chiều dài của nó 22 cm nha. Đi mã số 39 à. Này cũng vậy, mở lết này 10 cm này. 10 cm thương hiệu Hit nha, của Nhật này. Cái này cũng bị mở ra được này mọi người. Cái này có thể sửa được này. Thấy rít rít mà bây giờ mở ra được hả. Này chêm dòng nhớt hay gì đó cho nó trơn đây nha. Chiều chìa khóa cũng rất đẹp luôn, hàng còn ok nè. Về đánh bóng ra, chia chìa khóa, móc khóa cũng ok luôn. 10 cm thôi. Mã số 39. 30k nha. Đi mã số 40. Cần 1/4 nè, cần 1/4 nha. Đây là cái gì đây? Thanh ly là cái gì? Đó. Cần quá đẹp luôn. Hoạt động tốt nha, cần quá đẹp luôn nè. Vòi dù ly là của nước nào đây không biết,
chiều. Nhìn mà nhìn nó quá đẹp nha mọi người. Mã số 40. 40 80k. Xài rất là ok luôn. Mã số 40 80k. Nhìn mã số 41. Rồi, hôm nay cần thường này, à, cần nó không có dấu hiệu, không có tên tuổi gì hết, nhưng mà được cái xài cần tốt nha. Đó, này đảo chiều này. Đó, cần 3 phần 8 nha. Đây là cần 3 phần 8. Mã số 41. 50k. Rồi đi mã số cuối cùng nha. Mã số cuối cùng là một cái túi, túi đeo hông. Đeo hông nhưng phải đeo quốc vai nha mọi người. Đeo hông. Cái này nó không phải hàng tốt nhất mà xài, nói chung xài nó cũng còn cũng ok lắm. Không đến nỗi nào đâu. Đó. Đó, mở ở đây cho mình xem này. Màu đen nha. Túi này màu đen này, một ngăn này. Rồi, ngăn thứ hai này. Ngăn thứ nhất thì mình bỏ cái thuốc. Đó. Ngăn thứ hai mình bỏ điện thoại này, đó. Túi bọc da này. Nhìn còn ok đúng không? Rồi cái này á, cái này nữa thôi, rất là nhiều ngăn luôn. Đó, này bỏ ví nè, đủ thứ nha. Này mình đeo đi lèm, đó. Rồi phía sau lưng này còn một cái ngăn nữa nha. Ngăn trong cùng là mình bỏ gì đó tùy. Vậy là bao nhiêu ngăn đây? Phòng ra, nó cũng phòng ra nha. 4 ngăn. Đó, 1 1 2 3 4 nha. 4 ngăn. Còn dây đeo mình có thể tùy chỉnh nha. Đó, đây nè. Tùy chỉnh muốn tăng hay muốn giảm thì tùy nha. Đây là cái thương hiệu Sport nha, Sport. Ngăn cần thì chốt. Túi này 80k nha, thương hiệu Sport 80k. Đó, 80k một túi. Ai cần thì chốt nha. Đó, có trong bì bơ bì bóng luôn. Ai cần hơi cục cổ tí mà chắc xài cũng ok đúng không? Cái bì bóng á, không thua gì đúng không? Xài túi á, túi còn mới mà. Bì bóng cũ kệ nó. 80k nha. Túi đeo đeo thắt lưng. Này em giới thiệu máy mài nha, máy mài chè nhám rung á, máy chè nhám rung nha, Takita nha. Đó, ai thích thì liên hệ nha. Tại vì con cá đó không có nhiều đâu nên thích liên hệ chốt vé chuyển khoản luôn. Rồi cuối video em xin dừng clip tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em. À, với lại hàng này cũng không có nhiều đâu. Ai cần cái gì thì chốt thôi chứ đi bãi cũng không có cái món nào nó độc lẹ lắm. Đó. Mọi người xem được chốt nha. Rồi cuối video em xin dừng clip tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em.